Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách quay màn hình điện thoại iPhone có ghi âm tiếng nhanh và đơn giản nhất. Cách quay màn hình điện thoại Android có ghi âm tiếng mình đã có video hướng dẫn rồi, mà các bạn vào search video kênh để xem tham khảo. Để quay màn hình điện thoại iPhone có ghi âm tiếng thì mình làm như sau. Đối với điện thoại iPhone X này, bạn chỉ cần vuốt từ bên phải màn hình xuống như thế này để vào trung tâm điều khiển. Và đây là biểu tượng của ứng dụng quay màn hình được tích hợp sẵn trên máy. Còn đối với điện thoại iPhone 8 trở lại thì mình vuốt màn hình từ dưới lên như thế này để vào trung tâm điều khiển. Ví dụ như trên máy này, khi vào trung tâm điều khiển, không có biểu tượng của ứng dụng quay màn hình được tích hợp sẵn, thì mình làm như sau. Mình sẽ vào mục cài đặt này. Kéo xuống. Chọn đến mục trung tâm kiểm soát này. Chọn đến mục điều chỉnh điều khiển. Mình kéo xuống. Tích chọn vào dấu cộng màu xanh bên cạnh cái màn hình này. Tích chọn. Như vậy là mình đã thêm ứng dụng ghi màn hình vào trung tâm kiểm soát, vào trung tâm điều khiển. Sau đó bấm trở lại màn hình chính này, vào trung tâm điều khiển này. Lúc này ứng dụng quay màn hình đã được đưa vào trung tâm điều khiển như thế này. Bây giờ các bạn muốn quay màn hình có ghi âm tiếng thì mình làm như sau. Nhấn giữ biểu tượng quay màn hình này, hình tròn này. Bật micro lên, tích chọn. Sau đó bấm bắt đầu ghi. Đang quay màn hình này. Mình quay màn hình như thế này là sẽ ghi âm thanh bên ngoài xung quanh chiếc điện thoại và âm thanh hệ thống bên trong máy. Bây giờ các bạn muốn dừng quay màn hình thì mình sẽ tích chọn cái chỗ hiển thị giờ này, màu đỏ như thế này. Sau đó bấm dừng là được. Tiếp theo mình sẽ vào một ảnh này. Và đây là video mình vừa quay màn hình này. Ba phải mòm này, cũng không được, không trả về màn hình chính được này. Nếu bạn đầu tư 500.000 vào cổ phiếu Techcombank từ tháng 3 năm 2020. Cách quay màn hình iPhone có ghi âm tiếng như thế này rất nhanh và rất hữu ích trong một số trường hợp. Các bạn có thể trải nghiệm. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.